ngày 23 tháng 11, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bắt tạm giam 5 đối tượng do Lưu Hoàng Hải sinh năm 1972, ngụ tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Theo điều tra, Hải và đồng phạm lên mạng hoặc qua môi giới lấy số điện thoại của những người đang muốn bán nhà đất ở Cần Thơ, sau đó giờ hỏi mua, yêu cầu chủ đất cung cấp bản photo sổ đỏ rồi mang đi làm giả. Tiếp đó, nhóm này lấy tên giả, hẹn gặp chủ đất xem vị trí và bản chính chủ quyền để đặt cọc. Lợi dụng lúc gia chủ mất cảnh giác, chúng đánh tráo sổ đỏ rồi từ chối mua, rút lui. Hải sau đó thuê người đóng giả chủ nhà đất trên sổ đỏ, đem giấy tờ đi cầm cố khu đất với giá rẻ, chiếm đoạt tiền. Nhiều gia chủ khi phát hiện sổ đỏ bị đánh tráo thì tài sản đã bị chuyển qua nhiều người khác. Nhóm này thừa nhận đã thực hiện 4 vụ đánh tráo 6 sổ đỏ tại Cần Thơ với trị giá khoảng 80 tỷ đồng. Trong đó, chúng đã chuyển nhượng, cầm cố 4 sổ chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng. Cơ quan điều tra phát hiện phong tỏa 2 sổ còn lại. Ngoài ra, các bị can còn khai đã đánh tráo làm giả nhiều sổ đỏ của người dân ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, lừa bán lấy tiền chia nhau.